Tập hỏi và trả lời. Tập hỏi means practice to ask or to question, và means and trả lời, response or answer. Question number one. Câu hỏi số 1. Em thường đi mua sắm ở đâu? Tại sao? So I'm asking you a question as an older person or as your teacher. I call you em. So em in this case means you. Em thường means you like. Đi means go. Mua sắm means to go shopping. Ở đâu means where at. Tại sao means why. So in other words, where do you usually go shopping? Why? Your response could be, em thường đi mua sắm ở blank, tại vì blank. So you are responding to me. You call yourself em. Em in this case means I. Em thường sẽ mean I usually. Đi mua sắm means go shopping. Ở means at, tại vì because. Question number two. Câu hỏi số 2. Em thích ăn mặc theo kiểu nào? Tại sao? Again, em. In this case, mean you. You as a younger person. Em thích does mean you like ăn mặc, dressing, theo, mean following, kiểu nào, mean style of what or of which. Tại sao means why. So in other words, what clothing style do you like to wear? Why? So your response could be, em thích ăn mặc theo kiểu blank, tại vì blank. Em, so again you're responding, em means I. Em thích, that means I like, ăn mặc means dressing theo kiểu, following, kiểu là style, blank, tại vì means because, blank. Question number three. Câu hỏi số 3. Quần áo means clothing. Em mặc là màu gì? That means clothing you wear is or are màu gì? Means what color or color of what? So in other words, quần áo em mặc là màu gì? Means what colors are your clothing? Your response could be, quần áo does mean clothing. Quần áo em means clothing of mine or my clothing. Or the clothing that I wear, mặc là wear, là màu, is or are, the color. Question number four, câu hỏi số 4. Em thích mang giày loại nào nhất? Tại sao? Again, I'm asking you a question. So in this case, em means you. Em thích does mean you like, mang means wear, to wear for footwear. So you use the word mang. Remember the other two ways mean or mặc, mang, đeo hay đổi. So mang in this case means to wear for footwear. Mang giày, mean wear shoes, loại nào, does mean what kind, well, which kind, nhất, the most. Tại sao means why. So in other words, what types of footwear you like to wear the most, why. Your response could be, em thích mang giày blank nhất tại vì. That means I like to wear blank the most nhất. Tại vì means because blank. Question number 5. Câu hỏi số 5. Mùa hè em thường ăn mặc như thế nào? Tại sao? So mùa hè means summer. Em thường does mean you usually. Thường means usually. Ăn mặc, again, it means dressing or wearing. Như thế nào, how, tại sao, means why. So in other words, mùa hè em thường ăn mặc như thế nào, tại sao, means how do you usually dress in the summer, why. So your response could be, mùa hè em thường ăn mặc blank tại vì, means again mùa hè means summer. Em thường does mean I usually ăn mặc wear or dress because, tại vì, because.
Question number six. Mùa đông, em thường ăn mặc như thế nào? Tại sao? So, mùa đông means winter. Em thường, that means you usually. Ăn mặc, that means wearing or dressing. How? Why? So, in other words, mùa đông, em thường ăn mặc như thế nào? Tại sao? Means how do you usually dress in the winter? Why? Your sample response could be, mùa đông em thường mặc blank tại vì. So mùa đông means winter, em thường does mean I, usually, thường, usually, mặc means to wear. So again, mặc is to wear for clothing, like mặc quần, mặc áo for clothing. Tại vì, because, blank.